Xin kính chào tất cả các bác cô chú quý anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Macau Đổ Bãi trong buổi sáng ngày mùng 1 âm lịch tháng 11 hôm nay. Vâng, một tháng mới rồi, một tháng mới chỉ còn có một tháng nữa thôi là sẽ đến Tết Nguyên Đán các bác nhá. Và hôm nay là 13 tháng 12 rồi, chỉ còn hơn chục ngày nữa thôi là chúng ta sẽ nghỉ Tết Dương lịch, sẽ bước sang một năm 2024 các bác nhá. Thì một tháng mới là giáp Tết rồi, chúc các bác kiếm một thật nhiều tiền, thật nhiều sức khỏe. Công việc thì hanh thông, mọi thứ may mắn, đi lại an toàn và kiếm nhiều tiền để lo cho một cái Tết thật là đầm ấm sum vầy các bác nhá. Đấy, không biết nói gì hơn, cảm ơn các bác rất là nhiều. Vâng, một tháng mới cũng mong các bác tiếp tục tin tưởng ủng hộ kênh của vợ chồng em trong thời gian tới, và cũng vì một cái Tết ấm no các bạn, cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì bên em thì vẫn là nồi cơm điện thôi các bác nhá, nồi cơm điện. Thì hôm nay sáng mùng 1 thì cũng trước khi vào video thì cũng kính mong tất cả các bác khách hàng gần xa, cũ mới đã mua sản phẩm vợ chồng em, nếu mà chẳng may có bảo hành bảo trì thì cũng mong các bác là qua ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn về việc đấy các bác nhá. Đấy, rồi hay là xử lý về cái việc bảo hành bảo trì thì cũng mong các bác là qua ngày mai đi ạ. Và đầu tháng thì cũng mong các bác kiêng khem cho vợ chồng em một chút, có thờ có thiêng có kiêng có lành các bác nhá. Vâng, thì để sử dụng được cái nồi cơm điện thì các bác bắt buộc phải sử dụng một bộ đèn nguồn từ 220V xuống 100V các bác nhá. Thì nếu nhà các bác có bộ Niwa rồi thì các bác dùng Niwa luôn. Còn nếu như các bác chưa có Niwa thì các bác có thể mua kèm bộ đồ điện bên nhà em. Đấy, như đây, trước mắt các bác là bộ đồ điện từ 220V xuống 100V có công suất là 2 kVA. Đấy. Em đang bán bộ này, đây ạ, vỏ sắt này nhá. Vỏ sắt đấy, vỏ sơn tĩnh điện đấy là 500.000, 2 kVA bao ship toàn quốc. Và bộ 3 kVA cũng vỏ sắt này là 300 a là 600.000 bao ship toàn quốc, bộ 3 kVA. Còn bộ vỏ nhựa này đấy, 2 kVA đây là 500.000 bao ship toàn quốc các bác nhá. Đấy, 550.000. Cái bộ này thì đắt hơn bộ này 50.000 các bác nhá. Đấy, vỏ nhựa để mẫu mới đây, để nhà máy nó họ mới ra mẫu mới các bác nhá. Đấy, vỏ bằng nhựa trông nó rất là sang trọng hơn. Đấy, các bác lấy mẫu nào thì báo em vào đấy. Mẫu này thì đắt hơn mẫu cũ là 50.000. Còn bộ 3 kVA thì vẫn là mẫu vỏ sơn tĩnh điện các bác nhá. Vỏ sơn tĩnh điện là 550.000, ăn là 600.000 ạ. Em nhầm lắm loại quá. Đấy, em để cái mẫu nó đây. Bộ này là 550.000 này, bộ này là 500.000 này, và bộ 3 kVA là 600.000. Đấy là tất cả giá em báo là có ship được các bác nhá. Thôi thì không để tránh mất thời gian của các bác thì em xin phép vào việc luôn đi. Để vào việc luôn qua nhá. Buổi sáng mùng 1 rồi. Thì sáng mùng 1 thì sẽ nên cho các bác một chiếc màu đỏ đi cho nó may mắn. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0969885008 các bác nhá, bằng cách liên hệ trực tiếp gọi Zalo. Đấy, trong quá trình mà các bác gọi điện mà bên nhà em không nghe máy thì mong các bác thông cảm, nhắn tin hoặc gọi điện lại sau. Cũng phải không muốn bán hàng là rất là muốn bán hàng các bác nhá, nhưng mà nhiều lúc còn hàng nó về, còn đóng hàng đóng hóa nữa, còn nhiều việc các bác ạ. Đấy, thì nhà em thì cũng không có thuê người, hai vợ chồng làm, à vợ em làm thôi. Mà sáng em thì quay video xong là em còn đi làm ở công ty nữa. Đấy, xong rồi là vợ em ở nhà thì sẽ nghe điện thoại chốt đơn với các bác, liền đơn. Đấy, các bác cứ nghiên cứu thật kỹ nhá, tránh tình trạng là chốt đơn rồi xong lại hủy, để tránh mất thời gian của cả hai bên. Cái sản phẩm người cần mua thì lại không mua được, người không cần mua thì chốt xong rồi là lại không mua nữa. Đấy, rồi so sánh giá cả bên em thì đấy, bán này, thứ nhất là có bảo hành này, có test dọn này, à có dọn này, có test cơm này, có thay pin này, có dán tiếng Việt này, có bảo hành, có bao ship. Đấy, thì đắt hay rẻ thì các bác cứ nghiên cứu kỹ. Đấy, thuận mua vừa bán các bạn, bên nào thì các bác hợp lý hơn thì các bác ủng hộ em, thì bán hàng thì nó rất là thoải mái, không có vấn đề gì hết các bác nhá. Nhưng mà khi đã các bạn đã chốt đơn rồi thì vui lòng không đổi trả hay không hủy đơn. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, các bác vào mua hàng thì cho em xin 1 lượt like, 1 lượt chia sẻ, bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em 1 lượt đăng ký kênh. Rồi, em vào luôn nhá. Đầu tiên các bác là một em thi, em này vừa test cơm xong, tất cả nhà em sẽ được test cơm qua đêm nhá, để đánh giá những cái chức năng của nó xem là nó như nào, ủ hay là có lỗi lầm gì không, đều test qua đêm nhá. Nấu này, tắt này, hẹn giờ nấu cơm này, nấu này, tắt này, đấy, menu này, rất là nhạy này, đấy, ok chị ạ. Âm cơm này, ok chị ạ. Tất cả các chức năng của hàng các bác nhá, một em màu đỏ, dây dợ còn đẹp, không có đứt, sản xuất năm 2020
19 dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1400W, màu đỏ các bác nhá, màu đỏ đây. À, mặt mũi này trên cái nắp hơi có hơi sức một hai đường này, thành quách còn đẹp này, thành quách còn đẹp này, ok chưa, đáy điếc liên lạc không bể vỡ nhá, đáy điếc liên lạc không bể vỡ đấy. Đoan đây, áp suất bi các bác nhá, áp suất bi, áp suất bi này đấy, mua về ninh xương, nấu cháo, nấu cơm, nấu chè, rất là nhiều chức năng đấy. Hitachi thì các bác lưu ý là nấu ít nước thôi nhá, công nghệ tái tạo hơi nước, còn như trong quá trình nấu cơm nó không 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 bay hơi nước đâu, không bay hơi nước đấy, bác lưu ý nhá, nó không bay hơi nước, nên là các bác nấu cơm thì hạn thì sẽ nấu ít nước hơn bình thường đấy. Và đưa về chế độ nấu sôi thì nó nhiệt độ nó cao thì cơm nó sẽ ngon hơn, đấy là cái kinh nghiệm này. Vợ chồng em trong quá trình nấu thì có đúc rút ra một chút về cái nồi Hitachi như vậy đấy. Đồng xoong đây nhá các bác nhá, đồng xoong đây, đồng xoong này, đây có vết xước này, thấy được ạ, đồng xoong đây, đồng xoong gai các bác nhá, đồng xoong gai đây, đây vết xước mở đây này, nhìn nội đây, quay rất chi tiết. Hàng nhà em thì em có sao báo vậy, bán có bảo hành, có các bác nhận hàng được kiểm tra hàng, được test hàng sau đó mới thanh toán, nên là em sẽ quay thật kỹ cho các bác, để các bác khi các bác nhận hàng thì nó đúng như cái hàng mình xem trên video các bác nhá, để tránh tình trạng là em không quay kỹ, khi bác nhận hàng thì nó không đúng, hoàn hàng nó mất thời gian của cả hai bên, tốn tiền cước, tiền ship, đúng không ạ? Đấy, điện đó ngon lành rồi nhá, pin hiện âm thanh ok rồi, mã là mã số 1 của ngày 13 tháng 12, em để con này đầu mã đầu này nhá, 720k đi, màu đỏ không nhá, mùng 1 đầu xuôi đuôi nó 720k màu đỏ, giá nó thấy ok chưa, 720k. Tiếp theo mà em màu đỏ các bác nhá, mà em màu đỏ đi, tháng mới nó đỏ hẳn đi này. Một em Panasonic van dài phun xương bùa, sản xuất năm 2015, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W, 2015, có chức năng nấu cơm cháy đấy các bác nhá, có chức năng nấu cơm cháy đấy. Đấy, mặt mũi thành quách đây, các bác nhìn ở màn hình đấy không, ở màn hình đây này, nó có bằng mica nha, nó có cái vết sức mở bên trong này, đây là đấy, đây đây đây, nhìn thấy chưa, đấy em báo rõ các bác nhìn này, đấy vết sức mở bên trong nhá, bên trong các bác nhá, đấy, không phải vỡ nhá, yên tâm thì bác kể ý, nếu mà cái mặt này nó bằng mica này, một thời gian thì gần như con nào cũng sẽ bị có một điểm nó kiểu là nhiệt độ cao không ạ, nhiệt độ cao ấy, thì nó sẽ bị xước nứt mở đây này, nhưng mà không phải là nứt bên ngoài nhá, đấy để nó bị co ngót ấy. Đấy, ok chưa, nếu mà nước vào này em tặng các bác nồi ngay, hoặc là bác cạo này mà nó xước ở đây thì em tặng nồi ngay. Panasonic stem IH, bên nhà bán toàn bộ nồi, nồi cao tần các bác nhá, có mã là SRSI105G các bác nhá, màu đỏ thành quách còn đẹp này, đây hơi đây, con này thì vận chuyển thôi ạ, hàng đã qua sử dụng rồi thì vận chuyển khó tránh khỏi những vết xước móc các bác nhá. Đấy, về tổng thể thì nó vẫn còn đẹp. Đó. Ok chưa? Mặt mũi này. Đấy, còn đẹp nhá, không bị xước nano mấy đâu nhá. Thành quách còn đẹp này, dây dợ này. Panasonic thì siêu bền các bác nhá, siêu bền. Nấu này. Tắt này. Âm cơm này. Tắt này. Menu các chức năng này. Tắt này. Hẹn giờ nấu cơm này, giờ này, phút này, đặt này, các phím các chức năng hoạt động này, có nhá. Panasonic màu đỏ có chức năng nấu cơm cháy có nhá. Có lưu ý nhá. Màu đỏ mặt này còn đẹp này. Xong về cơ bản này, áo màu gọn nứt này, bên ngoài còn rất xanh, mềm có nhá, không rách. Không rách nhá. Em kéo căng này như này còn không rách nhá. Đấy, thấy chưa? Kiểm tra rất kỹ, kiểm tra rất kỹ cho các bác, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Bên trong đây nòng song ống ánh kim tuyến nhá, nòng song ống ánh kim tuyến này, nhìn thấy chưa, ống ánh kim tuyến nhá, không có vết xước, không có vết châm chám nhá, ống ánh kim tuyến này từ trên viền xuống vào trong đáy này, nhìn thấy không ạ, đáy song này, đáy song hơi xước này, bên ngoài này song ngoài phủ gốm chuẩn nhá, máy móc bên trong viền phun inox rất dễ vệ sinh, rất dễ vệ sinh nha các bác nhá, viền phun inox
bê tông thể đấy, màu đỏ này, đây có vết xước ở đây nhá, đấy, con lưu ý như thế, báo rõ nhá, các bác xem thật kỹ chưa, thành quách đây, em quay xong rồi thì các bác cứ muốn xem đi xem lại thì cứ xem như video, còn bảo quay riêng thì thực sự em đi làm cũng không có thời gian quay riêng từng con một cho các bác đâu, em cũng quay là rất là chi tiết rồi, báo thì mọi cái góc cạnh em đều báo các bác rồi, mã số 2 ngày 13 tháng 12 để bắt đầu nào, lòng rất đẹp nhá, lòng cực kỳ đẹp luôn ạ. Vâng, lòng cực đẹp. 790k, giá này là bao ship các bác nhá, thay pin này. Đấy, dán tiếng Việt này, bao ship cho các bác luôn. Tất cả hàng em bán đều bao ship hết. Nếu bác lưu ý như thế. Tiếp theo em Pana. Có chức năng nấu cơm cháy các bác nhá. Vừa test cơm xong. Nấu này. Panasonic này. Tắt này. Hẹn giờ nấu cơm này, giờ này. Phút này. Tắt này. Hâm này. Tắt này. Menu này, chuông chiếc đầy đủ nhá, đấy, còi cũng kêu tít tít luôn đấy. Con này đây, mặt mũi thành quách đây, đẹp chưa, mặt mũi thành quách đây nhá, đây có chữ tí sức nano đây nhá, nhưng mà mặt thì rất đẹp này, rất đẹp nhá, thành quách đẹp này, sản xuất năm 2012, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W các bác nhá, đấy, mặt mũi thành quách đây, đây có tí sức nano ở trên mặt nhá, trước mặt, đấy. Mặt rất đẹp. Chuẩn lòng này, ngoài phủ gốm đỏ này, ngoài phủ gốm đỏ nhá, đây trong lòng có vết chấm chám này, trong lòng có vết chấm chám, bao các bác không dính cơm nhá, yên tâm sử dụng. Panasonic siêu bền, mọi người các bác này, con này dòng cao cấp, mặt full inox, răng xanh này, răng rất xanh nhá, bản rộng, mặt si còn đẹp này. Thế giá thì nó thực sự các bác là nó rất là hợp lý rồi, nó không còn đắt như thời gian trước nữa. Cách đây 1-2 năm thì giá những con này nó rất là cao, nhưng bây giờ nó chỉ còn có vài trăm ngàn thôi, các bác cũng chẳng cần phải sửa đâu, nó thật sự như thế. Mua hẳn một cái nồi về sơ cua, chẳng may nó có mình nhà mình cắm nhầm điện hay nó lăn đùng ra nó hỏng, tự nhiên nó hỏng. Và mặt inox này, đồ điện tử mà các bác, có con bền thì cũng rất bền, nhưng có con bền thì cũng có đến thời điểm nó cũng phải hỏng thôi, hoặc là nó có trục trặc. Hay Việt Nam chúng ta rất là nhiều dán này chui bên trong bảng mạch đây, đấy, nó làm hỏng chập bảng mạch đấy, các bác nhá, nóng đây, viền full inox này. Các bác đem đi sửa, em nói thật ở Hà Nội bây giờ sửa những cái lỗi mà các bác là dân mang đi sửa ít nhất phải 300 nghìn một cái lỗi, có nhiều lỗi không sửa được nhưng mà lỗi sửa được khoảng 300 nghìn. Em đi là thợ này, em mang đi sửa những cái lỗi em không sửa được mang đi thợ sửa cũng phải 250, lỗi nặng 300 có lỗi 400 nghìn các bác nhé. Tốt nhất là mua luôn một cái mới khói về để sửa chữa gì, khói về sửa chữa gì các bạn, mất thời gian chờ đợi, mua luôn cái khác, vứt cái cũ đi, cân đồng nát cái con cũ không phải được gần trăm lại nhiều đồng lắm. Số 3 tháng 12 để bắt đầu này bao nhiêu, 690k bác thấy không, 690k nha, còn bao ship được bác nha, dán tem bao ship đúng không ạ, đầy đủ. Thì cái nồi nó còn bao nhiêu, còn 600.000 cái nồi em Bana rất là đẹp đúng không ạ, rất là đẹp. Đến tiếp theo em Bana vuông này, Bana vuông nồi dày cơm ngon các bác nhá, nấu này, tắt này, hẹn giờ nấu cơm này. Bác nào mà sợ hỏng ấy, thì theo em là cứ nên lấy cái dòng này, chức năng thì rất là nhiều chức năng đấy, mà dễ sử dụng các bác nhá, gần như em bán không bao giờ có lỗi những con này, em chia sẻ với các bác thực sự như vậy. Chúng ta ninh hầm nhiều thì mua áp suất đấy, còn nếu mà không thì áp suất thì tất nhiên cơm nó ngon hơn 1810 so với dòng này, nhưng mà nó mà xì xọt thì các bác không biết xử lý, nó rất là nhiều thứ nó vấn đề kèm theo, chia sẻ với các bác như thế. Panasonic vuông nhá, sản xuất năm 2009, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W, có mã là SRHA101. Để bác nào đã đang dùng em này rồi thì sẽ biết được cái chất của em nó như nào. Mặt mũi thành quách đây. Đấy, đẹp như này đúng không ạ? Đẹp như này cơ mà. Thành quách còn đẹp long lanh luôn. Chưa hề cấn cá hay sức nano gì đâu. Cái vết mờ mờ do quá trình vận chuyển thì không thể tránh khỏi các bác nhá. Răng đây, răng rất đẹp, răng rất đẹp, xanh nhá, đẹp nhá. Bên trong này mặt inox này, son có chấm nhá, son có chấm, à, son có chấm,
Con gò chấm nhá. Bao các bác không dính cơm nhá, bao các bác không dính cơm. Bác về mua về nấu cơm, nó xôi nó cháo nó chè làm tỏi đen. Rất là nhiều chức năng. Đấy, có chấm thôi nhá, có chấm nhưng mà còn nước chống dính cũng rất bóng nhá, chứ ăn thua gì đâu ạ. Bao các bác chống dính nếu mà dính tặng nồi luôn ạ. Chia sẻ các bác như thế. Mã số 4. Mùng 13 tháng 12 để bắt đầu là bao nhiêu? 590k. Ngoại hình thì 10 điểm luôn các bác nhá. Ngoại hình em nói thật 10 điểm luôn. Hôm nay mùng 1 thì bán giá tiên các bác. Em bán giá nó hợp lý không? Còn trùng khớp còn nhiều thứ đây. Một chiếc Panasonic trắng nhá. Sản xuất năm 2019, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1.200W. Đấu này. Tắt này. Hẹn giờ nấu cơm này, giờ này, cút này, tắt này. Đấy, menu này, tắt này, âm cơm này, tắt này, chọn gạo này, tắt này. Rất nhiều chức năng nhá, các phím hoạt động hoàn hảo các bác nhá, nhẹ nhàng. Không có cấn. Ok chưa ạ? Mặt vân đá nhá, mặt vân đá 2019. Tính quách màu trắng này, bằng nhựa màu trắng rất đẹp luôn. Nói chung là ở ngoài thì em nói các bác là đẹp luôn. Rất là trắng đẹp, mặt vân đá. Trắng đây. Á mỏng ở nước một chút xíu thôi. Mềm. Rất là mềm nhá. Mặt trong đây, sạch bóng này. Lòng xong đây. Lòng xong đây. Xong đẹp các bác nhá. Lòng xong đấy, một vài điểm chấm. Nhỏ như ti như hạt cát thôi. Như ti như hạt cát. 2019 các bác nhá, đã rất cao. Nhìn kỹ các góc luôn nha. Và nghiêng quay. Đấy, xước này, đấy có xước em đánh hết đi rồi nhá. Đấy có xước này, đấy có xước này. Đấy, người ta mạ bên trong anh nhìn thấy nhiều đống đỏ này. Nhiều đống đỏ. Đấy có xước nhá. Đánh sạch đi thì là đánh như thế là còn đã đẹp rồi, đúng không ạ? Đã sạch rồi. Bên trong cũng đẹp, sạch đẹp. Full inox này. Panasonic 2019 nhá. Năm ngày 13 tháng 12 để nó 710k bao ship cho các bác luôn, 710k bao ship. Theo nó được nhá. Tiếp theo em bana vuông này, con này nóng này, long lanh, có chức năng nấu cơm cháy nhá. Đấy hơi hơi bẩn một chút này, ngoài củ gốm đỏ này, nóng đẹp nhá, một vài vết chấm cám li ti đây, nhìn thấy không ạ? Ống ánh kim tuyến nhá, ống ánh kim tuyến nhá, từ trên xuống dưới nhá, đây một vài vết chấm cám nhỏ li ti này, các bạn nhìn không? Trong đây Panasonic răng này để xanh mướt rồi, răng xanh mướt nhá, rất là xanh, mặt si còn đẹp này. Mặt sau đây một chút canxi nhá, một chút canxi. Inox này, mặt răng còn xanh mướt. Điện đóm nhá. Nấu đây. Tắt này. Hẹn giờ nấu cơm này. Giờ này, phút này, tắt này. Âm cơm này, tắt này. Menu này. À, okay. Các phím, các chức năng hoạt động hoàn hảo nhá. Còi tít tít còn đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Đây, mặt mũi thành phát em ở đây. Sản xuất năm 2010, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1.200W các bác nhé. Đây, đây có tí xíu nano rồi mà. Nhưng cái màu này với cái màu inox nó lại gần gần giống nhau, nên nó không bị nổ. Mặt đây các bác nhé, chia sẻ các bác như vậy. Nó lên nhanh một chút nhé, nhanh một chút. Số 6. Này à. 13 tháng 12, để các bác bao nhiêu? 720k nha, nóng rất đẹp nha, son rong đẹp. Đó. Có chức năng nấu cơm cháy các bác nha, bác lưu ý có chức năng nấu cơm cháy. Tiger này. Em Tiger màu rất sang trọng nha, em Tiger màu rất sang trọng.
này phải đánh thật sạch đi nữa này, là một con cáo hôm qua vệ sinh nó chưa được sạch, cái này phải đánh bằng dầu dừa thì nó mới sạch được. Đấy, sẽ đánh thật sạch cho các bác như là hàng mới luôn. Đấy, mặt mũi đây là những cái cáo hãy đánh sạch đi các bác nhá, yên tâm đi. Đấy, đây có một tí cấn nữa, đây nữa này. 2020 dung tích 1 lít điện 100 V công suất 1200W made in Japan. Tiger sản xuất năm 2020 các bác nhá. 2020. Đấy, thành vậy đây có tí cấn đây nhá. Đấy, báo các bác rất rõ tình trạng mặt mũi con đẹp này. Mặt mũi con đẹp nhá, mặt mũi con rất là đẹp. 2020 nha các bác nhá. Có chức năng nấu cơm cháy này. Đây về chức năng nấu sôi nha, sôi cháy các bác nhá. 2020. Nấu này. Đấy. Hủy này. Hâm này. Hủy này. Hẹn giờ nấu cơm này. Giờ này, hút này. Nấu này. Tắt này. Menu này. Tất các phím rất nhạy các bác nhá, 2020. Răng này. Răng đẹp nhá, răng đẹp. Mặt nhôm nhá, sáng bóng nhá. Đây. Này là họ nấu gạo nứt hay là nấu chè, nó vẫn còn cáu cáu đây một chút xíu nữa. Đánh đi này hết thôi. Các bác nhận đây, em cạo đi là hết đây. Răng nhá, răng đây. Ok chị ạ. Tất cả hàng em đều bán có bảo hành, có test cơm cho các bác đầy đủ hết. Mặt trong đây nhá, xanh sáng bóng này. Lòng xoong đẹp nhá các bác nhá, lòng xoong rất đẹp. Đây. Lòng xoong đẹp, có vết chấm duy nhất ở giữa vết chấm nhỏ. Thì các bạn nhìn luôn bằng cái đầu tăm đầu kim này. Con này ống ánh kim tuyến này, có nhìn thấy không? 2020 nhá. Đáy ngoài còn đẹp này, đáy ngoài còn chưa hề bị xước này. Đây một chấm nhỏ xíu ở đây thôi. Rất là đẹp, thành quách quách còn rất đẹp nha các bạn, rất đẹp. Bên trong đây. Bên trong đây. Ok chưa? Một vết chấm nhỏ nha các bác nhá. Một vết chấm rất nhỏ thôi. 2020. Đây mã số 7 ngày 13 tháng 12 để các bác 810k. 2020 bác lưu ý nhá. Rất là nhỏ thôi nhá, rất là nhỏ, bé xíu nhá. Được không? Bé xíu. Năm trăm mười nghìn. Đây một em Natuna 2 bông núi H màu hường siêu bền. Đấu đây. Tắt này. Âm cơm này. Tắt này. Menu này. Tắt này. Hẹn giờ nấu cơm này. Giờ phút. Tắt. Đầy đủ các chức năng, các phím hoạt động hoàn hảo các bác nhá. Dây còn đẹp nguyên, các bạn nhìn thấy dây uy tín chưa? Dây rất đẹp nhá. Mặt mũi đây. Con này cũng bị xước một tí đây nha, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Nó bằng Mika mà. Anh quách đây. Em quay chậm chậm cho bác xem, sản xuất năm 2008, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1000. 1000 bao nhiêu watt? 1100W các bạn nhá. Màu hường. Đây là vết bẩn thôi nhá, đánh là sẽ đi hết rồi ạ. Con này được cái nòng thì không có điểm trừ các bạn nhé. Nòng không có điểm trừ nhá, xước móng tay cũng không có nhá. Ống ánh kim tuyến luôn nhá, ống ánh kim tuyến luôn. Có nhìn thấy không ạ? Không thể chê vào đâu được cái nòng nồi này. Kể với xước móng tay em chia sẻ các bác rất là hạn chế này, em quay gần thế này còn chưa chưa không lộ ra. Ống ánh kim tuyến nhá, từ trên viền xuống dưới này, đáy này. Đáy còn đẹp nhá, đáy còn đẹp. Rất đẹp nhá, bên trong đây em chia sẻ các bác lòng rất đẹp, lòng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, em mà cái nào chấm là chấm, cái nào đẹp là đẹp các bác nhá. Rong này, rong còn đẹp này. Bên trong đây con nào thì Natuna này, con nào có rong này cũng vàng không. Trong quá trình nấu cơm thì bác lưu ý là vệ sinh liên tục cái chỗ vị trí này vì cái cáu cơm nó sẽ bám vào đấy. Rong đẹp này. Rong đẹp nhá. Nòng này. Nòng thì em nói là 9 điểm rưỡi, 10 điểm.
hết pin thay pin nhá, con này còn thay pin. Tại sao mà lại mua hàng lại thích mua hàng hết pin? Hàng hết pin có nghĩa là người ta không sử dụng, không sử dụng thì nó mới còn đẹp. Trong quá trình sử dụng thì các bác cắm điện thì pin nó sẽ được sạc liên tục thì nó không hết pin đâu, còn trong quá trình mà chúng ta không sử dụng thì nó sẽ hết pin. Đấy, mặt mũi đây các bác nhá, đây có điểm cấn ở góc này, dán tem trang trí là hết thôi. Để bắt này là bao nhiêu, lòng thì không thể trừ được đâu rồi, 800 nghìn thôi nha. Đấy, giá nó cao hơn một chút xíu vì cái lòng của nó này, thay pin bao ship ra tính thay pin bao ship thì nó cũng chỉ còn có 700 nghìn thôi các bác, một chiếc đẹp như thế này cơ mà, đúng không ạ? Màu hường nhá, màu hường. Tiếp theo thì sẽ đây để em Toshiba đi, xong xong mã này thì em sẽ xả sẽ bán giá nó chiên cho các bác một vài mã nhé. Toshiba đâu đây, tắt này, âm cơm này. À, nấu nhanh này, không nhỉ? Tắt này. Hâm cơm này. À, hâm cơm. Tắt này. Hẹn giờ nấu cơm này, giờ này, phút này. Các phím, các chức năng hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Hoạt động hoàn hảo rất là nhạy ạ. Con này thì ngoại hình thì những cái mép này thì bị han rồi. Mặt này. Thành quách này sản xuất 2007, dung tích 1 lít điện 100V. Công suất là bao nhiêu? 1.100W các bác nhá, Toshiba, tô cổ. Đấy, mặt mũi đây, các bác nhìn kỹ nhá, đây, viền này, có han này, hết pin nhá, răng này xanh mướt này, răng xanh mướt nhá, Toshiba. Ngoài đây, bên trong lòng đây, có vết xước một lông mèo, xước một vài vết chấm nhá, bên trong thấy bóng này. Xả luôn các bác nhá, xả luôn rồi con này. Xả 1 13 tháng 12 để nó là bao nhiêu, 470k. Đấy, bao tất cả các chức năng, bao cơm chín các bác nhá, 470.000 bao ship. Đấy, còn 400.000 cái nồi thôi, Toshiba. Đấy, thì cái đầu tiên là đây, cái đầu tiên dây dợ còn rất đẹp nhá, các chức năng là xả các bác nhá. Đấy, xả thì em bán cho đúng hiện trạng nhé, bán đúng hiện trạng, vẫn tặng các bác một bộ tem tiếng Việt. Đấy, vẫn tặng các bác một bộ tem tiếng Việt nhé. Đây bộ tem tiếng Việt đây. Đấy, còn chạy pin em không thay nhé, em sẽ không thay pin, có lưu ý như vậy. Đó là xả em không thay pin nhé. Đấy, các bác nào cần thay pin thì liên hệ. Giá này em sẽ tặng các bác một bộ tem tiếng Việt, tặng một bộ tem tiếng Việt này, tặng bộ tem tiếng Việt đây, tiếng Việt đây, tặng bộ tem tiếng Việt và bao ship. Đấy, giá 470.000 là bao ship và một bộ tem tiếng Việt, có lưu ý như thế. Xả 1, tiếp tục xả 2. Xả 2 một em Bana bác, điện đóm hoàn hảo, xả không phải là nó bị hỏng cái gì nhá các bác nhá. Đấy, mà là nó xấu hơn hoặc là nó không có còi nó bé hơn hoặc là cái phím nó bị cấn hay như nào đấy thì em sẽ báo rõ các bác trên video luôn. Đấy, tắt này, âm cơm này, tắt này. Hẹn giờ nấu cơm này, giờ này, phút này, tắt này, menu này, đầy đủ các chức năng các bác nhá, đầy đủ các chức năng. Con này thì mặt mũi gì, siêu nano này, siêu nano này, pin em thay rồi nhá, thành quách còn đẹp này. Hơi cấn móp đây này, sản xuất 2015, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu, 1.100W các bác nhá, 1.100W. Panavac này, dòng đây không có rách nhá, con nào rách em báo rách. Dòng đẹp này, xả hay không xả thì em đều làm như nhau, đều test cơm, đều dán tiếng Việt cho các bác nhá, đều bao ship. Còn pin thì con nào còn pin thì tốt, còn pin thì thôi các bác nhá. Đấy, em chia sẻ các bác như vậy. À, bên ngoài này, bên trong đây lòng còn đẹp nhá, lòng còn khá đẹp. Đây có vết xước lông mèo nằm ở hông này, bên trong lòng khá đẹp đã anh tuyến đây. À, mặt hơi xước nano một chút xíu nhá các bác nhá. Xả 2,
3 tháng 12 để bác 430k. Bao ship nhá. Tặng một bạn Việt. Đấy còn hơn 300.000 thì xong thôi. Em sẽ một vài mã tiếp tục Banavat tiếp này. Tất cả đều dọn rồi nhá, đều test cơm rồi các bạn yên tâm đi. Nấu này, tắt này, hẹn giờ nấu cơm này, tắt này, hẹn nấu hẹn, hâm à, hâm cơm này, tắt này, hẹn giờ nấu cơm này, giờ này, phút này, tắt này, menu này. Đó. Các phím các chức năng hoàn hảo các bác nhé. Này, mặt mũi đây, pin miếc con này thì còn ngon này. 2011 dung tích 1 lít điện 100V công suất 1100W nhá. Banamat đáy điếc liền là không bể vỡ nhá. Đấy, mặt mũi đây, có chức nano này, có thấy không? Quay rất là chi tiết cho các bác luôn. Toang xanh này, toang xanh nhá, toang xanh, toang xanh nhá. Ok chị ạ, bên trong đây. Long xanh này không rách nhá, rách em báo rách, các bác nhận hàng mà rách kiểm tra mà rách em tặng các bác cái nồi luôn, hay là nó như nào đấy, không đúng như em quảng cáo kẻ xả hay không xả em đều báo các bác rất rõ ràng. Lòng đây có chấm nhá, có chấm đáy ngoài này, đầu ghi nguyên chữ nhật ở đây này. Máy bên trong đây điện nó ok các bác nhá. 3 ngày 390k bao ship các bác nha, bao ship cho các bác luôn, 390.000 bao ship các bác. Đấy. Bác hỏng nồi thì cần gì phải 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 sửa làm cái gì, mua luôn con khác. Tiếp tục Banabat, con này dây đang hình như không kéo được vào đây. Đấy, tình trạng nhá, dây đang không kéo được vào nhá, con này không có điện à. Không có điện rồi các bác ạ. Trong thì xanh như này mà không vào điện. Không vào điện các bác nhá, vứt ra một bên. Vào điện. Dạ, con này nhá. Đây. Con này thì chia sẻ với bác em cũng không hiểu lý do sao răng sao xong đẹp này mà đấu nó vẫn hơi xì xì ở cái hông này. Đấy, răng đây nhá, chia sẻ với bác này, răng không rách nhá, không rách, nhận hàng kiểm tra rách tặng luôn xong. Đây răng này không rách nhá, răng này cũng không rách nhá, răng xong chuẩn của nồi đây, nồi đây, nồi bên ngoài đây, bên trong đây, bên trong đây có chấm cháo nha con nhá, bao các bác không dính cơm đâu, yên tâm đi ạ. Đấy, em bảo rõ nhá. Đấy, mặt mũi còn đẹp nhá, bên trong sạch bóng này. Đấy, mặt còn đẹp này, ok chị ạ. Đấy, đây có cấn nhá, sản xuất năm 2018 dung tích 1 lít điện 100V công suất là 1100W nhá. Con này cổ phích thay rồi, cổ phích thay rồi coi nhá, đấu này bình thường nhá, tắt này, hâm này, tắt này, hẹn giờ nấu cơm này, phút này, giờ này, tắt này, menu này, các phím rất nhạy các bác nhá, test cơm đầy đủ hết rồi, chín đầy đủ hết, ngon lành luôn các bác nhá. Xả máy đây, xả 4 12 13 tháng 12 để nó là bao nhiêu, 450k, 2018 450.000 bao ship tặng một bộ tăng tiếng Việt, 450.000 bao ship tặng một bộ tăng tiếng Việt. Tiếp theo em do gì xì đây, dây dọa còn rất đẹp các bạn nhá, mới tinh này, rất đẹp mới tinh, nấu đây, con này đời thấp rồi, 2011 con này nấu chưa hiện phút các bạn nhá, nấu chưa hiện phút đâu, 12 thì nó mới hiện phút, 11 nấu chưa hiện phút, ok chưa, tắt này, hẹn giờ nấu cơm này, phút này, giờ này, tắt này, hâm cơm này, hâm cơm nhanh này, có cả chức năng hâm cơm nhanh không nhá, gạo không vo này, tắt này, tắt này, menu này rất nhạy nhá,
Các phím rất nhạy. Này mặt Hữu Thành Quách đây, sản xuất năm 2011, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105W các bác nhá. Đây. Anh Quách liền lạc không bể vỡ quay kia không rách ở đứt nha. Đấy. Có cấn đây. Đấy, cấn mở này các bác nhìn thấy không? Đấy. Rồi gì rồi xì. Răng này, răng đẹp nhá. Răng đẹp. Nòng xoong trước nhá, nòng xoong trước. Bên ngoài đây. Bao các bác không dính cơm nhá, nòng xoong trước này. Nòng xoong trước. Bao tất cả các chức năng, bao cơm chín. Xả. 5 10 13 tháng 12 để các bác nồi này 440k. Bao ship nhá. Ship xa này còn có bao nhiêu? Hơn 300.000 cái nồi thôi. 440k bao ship. Tiếp theo này. Em bana tiếp này. Con này là mặt mũi đây, thành quách còn đẹp nhá. Ok chưa? 2012 dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1100W nhá. Thành quách đây. Dây còn đẹp này, dây còn rất đẹp nhá. Nấu này. Tắt này. Hâm cơm này. Tắt này. Hẹn giờ nấu cơm này, giờ này, phút này. Tắt. Menu. Đấy. Tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo. Thành quách đây. 2012 các bác nhá. Liền lạc không bể vỡ đâu. Đấy, rất đẹp, mặt mũi đây, đây có tí xước nano này. Nhìn thấy không? Đấy. Xong ống kim tuyến vài bên xước móng tay. Lưu ý nhá. Bên trong đây. Răng đây. Răng đẹp nha, không có rách nha, các bác lưu ý không rách. Con này đẹp đấy ạ, con này đẹp bên trong thạch bóng này. Pin con này thay rồi nha các bác nhá, lưu ý. Xả. 6. Để các bác bao nhiêu? 480k bao ship. 480.000 quá nhá. Bao ship cho quang luôn. Con nào làm này mùng 1. Tìm giải nhà nó hơi chật, nó 5 đồ ba na sonic này, xả luôn ba na vuông nhá, hết pin nhá. Nấu này, tắt này, hẹn giờ nấu cơm này, giờ này, phút này, tắt này, menu này, tắt này, âm cơm này, các phím hoạt động hoàn hảo các bác nhá. Dây dợ còn đẹp nhá. Sản xuất năm 2013, dung tích 1 lít điện 100V. Công suất là 1200W các bác nhá. Đấy, đây vận chuyển hơi móp tí đây này, hơi móp tí đây. Còn lại còn rất đẹp nhá. Đấy điếc liền lạc không bể vỡ. Xong con này còn khá đẹp các bác nhá, xong còn khá đẹp. Xong còn khá đẹp này. Một vài vết chấm nhỏ li ti thôi, xong khá đẹp. À là vuông đúng không nhá. Đấy đi, bị xước này. Đấy bị xước nhá. Trong mặt viền full inox này, ok chưa? Rong đây, rong đây, bên trong sạch sẽ nhá. Xả máy rồi, xả 7 13 tháng 12, 500k, 500k mà em bán là Panasonic vuông, 500k mà em bán là Panasonic vuông. Tiếp tục đây, cái này hôm qua, hôm nay cho xả luôn, 4.7 hôm nay cho xả luôn này. À, xong rồi có chấm này, đây có chấm nhá, nhìn thấy không, răng này xanh bên trong thạch bóng này, có chức năng nấu cơm cháy các nhá, răng xanh mướt này,
Tôi lại nhập về được vài con đẹp, còn toàn bộ là hàng như thế này các bạn. Nấu đây, tắt này, âm cơm này, tắt này, menu này. Đấy, hẹn giờ nấu cơm này, giờ phút có nhá, có yên tâm các phím, các chức năng nào nào, các chức năng nào nào có nhá, hoàn hảo luôn. Sản xuất 2008, dung tích nít điện 100V, công suất là bao nhiêu ạ? 1210 W ra ban nhá. Đấy, mặt mũi thành quách đây, rất đẹp này. Tám đi. Con này bao nhiêu? Vẫn tặng tân tiếng Việt các bạn nhá. 430k. 420k. Bao ship. Hơn 300.000 cái nồi, rất là rẻ. Hơn 300.000 cái nồi. Ba lá sonic đây, ba lá sonic vuông nó chặt pin biết thay rồi nha. Con này dây rất đẹp, dây rất đẹp là con này. Nấu này, tất cả đều được test cơm không nha. Đấy, hẹn giờ nấu cơm này, giờ này, phút này, tắt này, hâm cơm này, tắt này, menu. Ok chưa, tất cả các phím chức năng hoạt động hoàn hảo. Sản xuất năm bao nhiêu? 2013, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu đây? 1200W đó nhá, màu trắng. Con này nòng đây, nòng con này khá đẹp này. Khá đẹp nhá. Đấy, xước này, đáy xước này. Bên trong đây. Đáy xước đây nhá các bạn nhá, quay rất kỹ. Răng đẹp này, không rách nhá, rất mềm. Rất mềm. Năm trăm nghìn tám xả chín ba tháng mười hai 500k duy nhất hôm nay mùng 1 các bác nhá. 500k bao ship chứ các bác, dán riêng Việt thế cơ mà đúng không ạ, còn gì nữa không nào. 500k vậy tí các bạn. Em lên bác một em Tiger gốm nhá. Tiger gốm. Tiger gốm này. Chỉ có một bát. Lấy về dùng. Cơm nó cháy quá. Nên khổ. Cơm không cháy thì bảo là không cháy, mà cơm cháy thì lại kêu là cháy quá. Cháy hay không là do mình nấu không ạ? Giấy lau sạch cái này đi, gắn mất cái tem đây, nhớ đẹp. Bác nhớ cái này hôm trước bán là 1.200.000 đúng không? Một ngày 27 ạ, 27 tháng 11. Đây, tem của nó vẫn còn mà. Đây bác nhìn cái này không? Bác cái đấy về bác còn nộp hết cái tem này đi. Nó ở nhà tôi biết rồi. Rồi. 27 tháng 11 cho bác hãy xem lại đúng con này nhá. 1230. Đấy, hành quách đây. Tiger gốm nhá, con này thay pin rồi, sản xuất 2007, dung tích 1 lít điện 100V. Công suất là 1180W, Tiger gốm chuyên cơm cháy nhá. Các bác không muốn nấu cơm cháy thì chọn các cái chức cái chế độ nấu không có cơm cháy, ví dụ nấu cơm ngon là không có cơm cháy. Đấy. Đấy, rong đây. Nấu cơm ngon là không cơm cháy các bác nhá. Rồi này nha, xanh mướt này. Inox sáng choang nha. Inox sáng choang.
anh mướt nhá, bên trong đây, bên trong đây, ok chưa? Anh mướt nhá. Này, xong này, rất là đẹp luôn, long lanh luôn các bạn nhá, long lanh luôn, xong rất đẹp, em bao cam kết bao các bác xong cực kỳ đẹp luôn, xong rồi xong gốm rồi nấu cơm thì nó nhiệt nó đều hơn, nhìn thấy chưa, xong gốm rồi nhá. À đây, chuyển cổ nó hơi bị đứt tóc một tí này, nhìn thấy cái cổ nó hơi nứt tóc một tí chưa, một chút xíu nữa nhá. À, em vẫn báo bác cổ hơi nứt tóc một chút xíu, không ảnh hưởng gì nhá, nhưng em vẫn báo cho bác cho nó rõ ràng hơi nứt tóc một chút xíu thôi, không lại về này bảo em không báo, những cái gì em nhìn ra em sẽ báo cho các bác đầy đủ hết. Con này thay pin nhá, cơm cháy 3 chế độ, menu này nếu các bác chọn đến đây thì nó sẽ không còn cơm cháy nữa ạ. À, nếu các bác để mấy chức năng đầu thì có cơm cháy thôi. Đấy, cơm cháy này, ba cấp độ cơm cháy này, tím rất nhạy các bác nhé, nấu này, tắt này, tắt đâu nhỉ, đây tắt đây, nấu này, tắt này, hẹn giờ nấu cơm này, tắt này, hâm cơm này, tắt này, các phím rất nhạy các bác nhé, các phím rất nhạy, dây dựa cực kỳ đẹp luôn. Hành quách đây, đây có cái cấn ở đây nha, Eagle song gốm rất đẹp luôn, rất đẹp luôn nha. À, à, qua nhìn lại cái song nay để các bác giá bao nhiêu, 1 triệu thôi ạ. Từ 1, 2 mấy hôm nay để các bác giá 1 triệu nha, Eagle song gốm nhá, pin biết thay rồi, mặt mũi rất đẹp, giá là à, mã này mã số bao nhiêu rồi, 1, 2, 3, 4 nó như thứ mã số 10 đi, 13 tháng 10 lại được bao 1 triệu bao ship nhá, 1 triệu giá bao ship. Đây. Đây, một con nít 8, một con hi nít 8 đây nhá, này cũng bị ám quẻ cứ hỏi xong này thôi. Điện đóm này, con này vòng từ ở trong thì em chia sẻ các bác trên 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 video riêng đấy, em thay pin em chia sẻ các bác đấy. Vòng từ nó 4, 5, 3, 4 vòng từ luôn, các bác nhìn thấy không, 3, 4 vòng từ nó bình thường nhá, con này bên trong gần như mới tinh, 50 OIH này đấy, một con Hitachi cổ 1.8 nhá, mặt mũi thành quách còn rất đẹp, các phím có chức năng hoạt động hoàn hảo, em luôn rất là đẹp luôn, dây của nó còn đẹp không, dây của nó rất là đẹp, nhìn thấy không, 50 đầu IH nhá, 50 đầu IH 1.8 nhá, dành cho đông người, răng của nó các bạn nhìn thấy uy tín không, bên trong thì bóng này, răng xanh 100%, gần như hàng đập hộp, bên trong này các bạn nhìn thấy chưa, à, bên trong đây răng rất dày nhá, mới tinh này, răng rất dày, có hai quai sách nhá, bên trong lòng thì long lanh luôn này, mép này thì bị kiểu là bị rơi xuống nó bị di đi sao, còn bên trong còn rất đẹp, bên trong không có vết chấm nào nhá. À, bên ngoài này mép đây nít 8 nha các bạn nhá, Hitachi song rất dày nhá, song rất dày, mã số 11 dán chỗ khác là phong thủy đi không này, 13 tháng 12 là 1.650.000 từ 1.950.000 giờ xuống 1.650.000. Con này cả bao ship nữa là bằng hòa luôn rồi đấy, không sao buôn bán nó qua, có con nọ kia đúng không ạ. Tiếp theo này các bác con gì đây nhỉ, à đây cái nọ nướng này, nọ nướng con này nguyên hộp đấy nhá, mùa đông rồi các bác mua về nướng khoai, nướng bánh mì, nướng mọi thứ luôn. Đây con này mới nguyên hộp nhá, con này mới nguyên hộp, mới nguyên hộp nhá các bác nhá,
với nguyên hộp lên lò nướng nhá. Có bỏ, đây có khay ở dưới này, có khay ở dưới để hứng mỡ này. À, nhìn được không? Đây. Này, có khay ở dưới để hứng mỡ nhá. Mới tinh nhá, mới nguyên hộp. Mới nguyên hộp các bác nhá. Công suất là bao nhiêu? 800W nhá, sản xuất 2014, made in China các bác nhá. À, những cái đồ này thì sản xuất tại Nhật thôi, xuất ra thị trường à, sản xuất tại Trung Quốc, xuất ra thị trường Nhật. Em chạy bình thường nữa đây. À, nó ghi rõ đây này. À, từ 1 đến 2 phút này, cho nướng bánh mì này. À, nướng đùi gà này từ 8 đến 12 phút này. Và nướng pizza là từ 7 đến 10 phút này. À, nhiều thứ lắm các bạn. À, nướng cái gì đây này? Nói chung là đây. Nó nên nhiều đó các bác nhá. Bong cái này. À, khay đây. Mới tinh nhá, hàng mới tinh nha các bạn. Đấy. Nhỏ gọn nhá, rất là nhỏ gọn. Đây nó chỉ đây cả quay là 20 này, chỗ này là khoảng tầm gần 40. Cao 20 các bác nhá, cao 20. Mới tinh nhá, hàng mới tinh full hộp. Đấy. Nó nướng. Mã số 10 12. 3 tháng 12. Để bóc bao nhiêu? 680k này mùng 1 đi cho nó phát nộp đi, 680. Hàng full hộp các bác nhá, hàng full hộp 680.000. Mới tinh nhá. Mới tinh. Chỉ 680.000 thôi. 680.000. Còn gì nữa không? Thế thôi các bác nhỉ. Thế thôi ạ. Đây. Nên bác một em na nữa này. Na ban cho. Mở ngon là nha, nút phím này còn rất đẹp này. Đưa cái nòng con này vào đây. Nòng này không phải có nó đấy các bạn, em xin lỗi. Nòng này là của con Sanyo. Nòng này là của con Sanyo. Đây. Nốt các bác vào này. Đây. Không còn cái gói như xả con này luôn. Nấu này. Tắt này. Hẹn giờ này, phút này. Tắt này, âm cơm này, tắt này, menu này. Thực sự bữa bây giờ hỏng không cần phải sửa đâu. Mua luôn các bạn, cần gì phải sửa. Đấy. Nòng đánh giá nòng xấu nhá. Bên ngoài rất sạch, bên trong nòng nòng xấu đi. Đấy. Răng này mềm nhá, không rách nhá, rất đẹp nhá, mềm nhá các bác nhá, bên trong sạch bóng này. Đấy. Cái phím này nó đang hơi, nó son nó hơi yếu này, nhìn thấy chưa? Đấy. Vẫn bình thường nhá. Đấy. Thành quách này, Latina này, điện đóm đầy đủ 2008, thành quách đây nhá. À, 10 này. Vẫn nấu nướng bình thường các bác nhá, bao tất cả các chức năng, bao cơm chín. Số 10. 10. À, xả 10 nhá, tháng 12. Để bắt đầu nào cho. 420k. Các bác tính thì 420k bao ship thì còn hơn 300.000 bây giờ. Hơn 300.000 bác đi sửa cũng mất 300 rồi. Mà đây còn cả bộ dây điện này, cả song này, cả rong này, đầy đủ hết nhá các bác nhá. Đấy, nhược điểm nó là cái này. Nút bấm này thì còn rất đẹp. Đấy, nhưng mà nó bị nó so nó bị yếu này, nó so nó bị yếu các bác nhá. Đấy. Chia sẻ các bác như thế. Thế thôi chứ. Thế thôi các bác nhá, cũng là khá là muộn rồi. Một tháng mới, chúc các bác là thật là nhiều may mắn, kiếm được thật nhiều tiền để lo một cái Tết, chuẩn bị một cái Tết Nguyên Đán thật là nhiều niềm vui, ấm no, hạnh phúc. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn các bác ở video buổi sáng ngày mai, ngày 14 nha các bác nhá. Đấy, hôm nay thì em lên một vài mã cộng với một ít hàng em bán xả để cho các bác về nấu trải nghiệm, cũng như là về nấu về mua về để dự phòng đỡ phải sửa chữa các bác nhá. Chẳng may trong quá trình nó bị trục trặc không phải sửa chữa đâu, chúng ta sẽ có cái nồi mới để, nồi khác để nấu luôn. Cảm ơn các bác, hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin chào mọi người và mua hàng này cho em xin một nút like, một lượt chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em một đăng ký kênh. Cảm ơn các bác, hẹn các bác ngày mai ạ.